À, anh ta nặng quá, mình phải gọi bác sĩ mới được. Bệnh tình của chị cũng đã thuyên giảm rồi đó. Chị bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, có một cảnh sát bị thương rất nguy cấp lắm ạ. Anh ấy chảy nhiều máu quá, bác sĩ hay qua xem đi. Ok, tôi sẽ tới ngay. Bác sĩ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trời ơi, sao mà nặng thế này? Cô y tá, bị cảnh sát này đã bị trúng đạn nên bị thương đúng không? Dạ không thưa bác sĩ. Hả? Theo hồ sơ bệnh án, vị cảnh sát này đã bị tấn công bởi một cái xác mới chết đang chôn dưới mộ khi ông ấy đang viếng thăm. Đau quá. Là bà cứu tôi đi, cứu tôi đi. Bác sĩ, bệnh nhân. Cô còn ở đó la làng bệnh nhân gì nữa? Nhanh lên đi, nếu không ông ấy sẽ... Chuyện gì xảy ra thế này? Bác sĩ. Hả? Trời ơi, tiếng của y tá mà. Có chuyện gì vậy? Này, y tá ơi, cô y tá ơi. Hả? Bác sĩ, đầu của ông ấy đâu rồi? Hả? Bên ngoài có chuyện gì nữa vậy? Hả? Ôi không. Không, mình phải trốn khỏi cái bệnh viện này. Hả? Cô y tá, chạy đi! Con trai ơi, cánh quạt trên đó như thế nào rồi? Con có sửa được hay không? Dạ, được thưa mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi mà, chuyện này dễ ẹt à. Vậy hãy cẩn thận nha. Cánh quạt nó không chịu quay, đã có cúi xuống con quét thêm nhớt nữa. Con, hãy tỉnh dậy đi, con. Con ơi, sao con tôi nó không thở thế này? Chú tài xế ơi, mau chở tới bệnh viện gần nhất đi, nhanh lên. Bệnh viện gần nhất hả? Nhưng mà thôi cũng được, tôi sẽ chở tới một cái bệnh viện này, bà bám chắc nha. Nào, bà già ơi, xuống đi, bệnh viện tới rồi nè, mau đưa con trai của bà vào. Tới rồi hả cậu? Nhưng mà sao nhìn bệnh viện này nó đổ nát dữ vậy? Thì bà bảo là bệnh viện gần nhất mà, cứ yên tâm vào đi, có y tá bác sĩ trong đó đó. Không còn cách nào khác rồi, cậu hãy đưa con trai tôi vào giúp với, tôi sẽ thanh toán tiền đầy đủ cho cậu. Được rồi, chúng ta vào nào. Nhưng mà cậu ơi, từ nãy tới giờ tôi có thấy ai đâu. Bà cứ yên tâm đi, mấy ngày trước tôi thấy còn có người vào đây vậy mà. Vậy cậu hãy kiếm cho tôi đi, tôi sẽ cho thêm tiền. Vậy bà đứng đây chờ đi, để tôi đi tìm. Này, bác sĩ hay tá, có ai trực ở đây hay không? Rõ ràng bữa trước mình thấy có bệnh nhân đi vào đây mà ta. Chẳng lẽ ngày hôm nay không ai làm hay sao? Chẳng có ai hết thì ta. Hả? May quá, có một y tá đi rồi. Này, cô ơi, chúng tôi có một bệnh nhân té từ trên cao xuống. Cô hãy nhanh chóng ra xem thử đi. Cô ơi. Hả? Sao dưới chân của cô ta toàn máu không vậy? Cô y tá ơi, có nghe tôi nói hay không? Này, tài xế ơi. Ôi không, cái bệnh viện này, sao ghê quá vậy? Mình phải đưa con trai mình ra khỏi đây, nhưng mà một mình không nổi rồi. Mình phải nhờ ai đó mới được. Sao hôm nay vắng người thế này? Không được rồi,
Mình phải đưa con trai mình đi gấp. Cố gắng lên nào, một mình cũng có thể đẩy được cái xe đó. Cái bệnh viện chết chóc này, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Con tôi đâu rồi? Con ơi, con ơi là con. Con đâu rồi? Mình ở đâu thế này? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Mình ở đâu vậy? Không, là mẹ của mình. Mình bị giả chết rồi. May quá, nó đi rồi, nó đi thật rồi. Mẹ của mình, cố gắng lên nào. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Hãy trả lời con đi mẹ. Mẹ ơi. Bà ấy cũng thật sự chết rồi. Nhưng mà mình phải sống, mình phải thoát ra khỏi đây. Mình phải báo cho cảnh sát. Không để cho người nào chết ở đây nữa. Cố gắng lên. Thì ra vị tài xế đã chết ở đây. Sắp ra tới cửa rồi. Cố gắng lên. Bụ ta đang làm gì vậy? Cố lên, sắp tới cửa rồi. Vài bước nữa thôi, mình phải thoát được, mình phải báo cho cảnh sát. Có một con quái vật đội lớp y tá trong cái bệnh viện này. Thoát rồi. Có ai không? Làm ơn cứu tôi. Cứu tôi. Mau gọi cảnh sát bà con ơi. Trong bệnh viện này có một quái vật. Không. Dừng lại đi. Hả? Mình kể cái gì vậy? Thôi chết rồi. Là một người hay sao? Đau quá. Không xong đau rồi. Chết hả? Rồi. Một cái bệnh viện gần đây hay sao? Được. Anh. Nào anh bạn, tôi sẽ đưa anh bạn vào bệnh viện. Tôi phải chuồn thôi. Nếu cảnh sát biết được, tôi sẽ bị phạt nạn đó. Không, đừng đem tôi vô cái bệnh viện này. Không, đừng mẹ. Anh bạn cứ yên tâm đi. Bác sĩ ở đây sẽ chữa cho anh bạn. Tôi thật là xui xẻo. Có gì tôi sẽ cho tiền anh bạn sao? Không, đừng bỏ đi. Đừng để tôi ở đây. Không. Đừng mẹ.